đấy là hộp cuối cùng rồi cháu nhá. Thế ạ. Vâng ạ. Thế để con đi sang quán khác ạ. Thế bạn ăn chung với mình không? Thôi có một hộp bánh này á, bạn ăn làm sao đủ. Thôi ăn đi, ăn chung đi nhá. Vậy thế mình với bạn share tiền nhá. Ờ, à, mình cảm ơn bạn. Wow, bánh ở đây ngon lắm luôn ý. Ừ, còn chín chít này. Ừ. Ờ, thế bạn học lớp nào ấy nhở? Mình học lớp A. Mình cũng học lớp A này. Ô thế à, bọn mình, bạn học cùng lớp ấy. Ăn trong hai đứa mình cùng nhau vào lớp nhá. Ừ. Ừ, ngon lắm đúng không cậu? Nhà cậu ở chỗ nào vậy? Ngõ Cận Cương. Ngõ cạnh trường đấy à? Nhà mình cũng ở trong đấy, nhà mình ở cuối ngõ. Ui. Yeah, giờ đi học mình quay lại cậu của cậu đi nhé. Thôi còn một cái cậu ăn nốt đi. Mình chia đôi đi. Để mình bẻ cho. Cho cậu đợi chim chích. Anh em có vào lớp đi cậu ơi.